Lô anh em nha, nay Hùng với anh Bảo với Út Tèo nè. Rồi ngồi kìa anh em, em nằm rồi kìa, rồi lặn luôn. Con kỹ nó muốn điên rồi, vô bọc đá rồi. Hôm nay mấy anh em chú cháu mình đi bắn thòi lòi nha các bạn. Về ông Bảo, nó còn đó các Bảo ơi, ngồi dốc luôn, nhỏ nhỏ không. Ơi. Nó nằm trên cây đó. Trời ơi. Gì vậy? Bắn nó sâu lắm. Sâu lắm á. Nè bắn kìa anh em, thò lòi rồi sao không? Mới xuống chưa quen. Lắm nè. Thấy đủ nữa. Rồi cho chạy qua đây đi, đúng rồi. Ừ, nãy con bự mà không bắn. Bự vô lùm đó rồi đó. Trời ơi, bắn gì không trúng gì chứ vậy. Này nó mới chết á. Ok anh em ơi, đừng con nữa anh em ơi. Rồi ổ dậy kìa. Lên đi, đi nè. Đem cái thùng mót theo đựng cho cá sình nha anh em. Nghe không? Đâu vậy? Chỗ nào má? Ờ đứng đây bắn vòng đi. Anh với Út còn bảo đi vô đường ra nè. Đi đường bên đây rồi. Rồi đừng chạy nữa. Ờ đi đường mấy bên đây rồi, đi vô đường mấy bên đó đi. Con nào mát lớn không? Khá à. Ổn, khá ổn. Má, má bắn con chó luôn. Má bắn con này chết mà đụng nó ra nó lặn luôn mày. Lặn em xuống dưới kêu lâu mò đụng nó chạy trở lại. Cái con mé bên đó có qua chưa? Nhà chỗ đất đó. Mé bên này nè. Chưa. Cho nó đạn á. Má nó lớn. Tay. Chạy đi chạy tới đồng luôn. Xong đi bộ thôi. Má cửa trời má cái chỗ này vô con chết rồi kìa. Trúng không? Trúng không? Trúng sao bắt được má. À, xong rồi. Má tới tiền luôn mấy người nó mới đã má bắn người chụp liền á. Rồi cá này anh em. Không biết diễn tả thì sao luôn, trời cá bự.
Má bắn cá thò lòi giống như gìn cò vậy. Ok, tiếp tục anh em ơi. Nhắm, nhắm. Chụp nha. Ngớt cái chứ. Cái gì đấy, đừng quên. Má con đó hơi trúng cái lưng mày ngay nhiệt. Con nữa anh em ơi. Nó dễ ăn hơn đụng đỡ. Kệ, chục con mà lớn cũng đủ. Đủ lý nè. Chục con lớn cũng xỉn rồi ạ. À. Ê, đang con này hốc, con bự này. Vừa vừa. Trời ơi, hụt luôn. Cái nữa. Ê, có nhỏ chừng có bự nghe, dò dò đứng đây. Đủ. Nó cái đó mới chết á, cái đó dễ chúng á. Lụm nè. Trời. Bắn thò lòi anh em. Sao quá Dũng. Trời ơi, sợ cái đầu. Ở con này chết. Chết đúng. Chết thằng này. Chết lại đây nè, chết lại đây chút. Ờ rồi cái đó. Chết ngay đầu mà. Chết rồi. Chú vô ngốc chú. Trúng rồi, trúng rồi, liệt rồi. Đừng gấp. Trời ơi, đụng cái kỳ vậy. Đừng gấp nha. Bắn đi, nhưng mà xuống chỗ này nè. Ê, nó đi, nó còn đi được, ra nước là mất á. Trời ơi, đụng má vậy mà không chết. Rồi Út ơi, đây nè, xuống lần nè Út. Đâu, xuống lần kìa. Ê, còn sống Út ơi, còn sống. Chưa, từ từ. Chưa. Nằm ơi, lắc kìa. Nè nè, đâu dòm hết kìa. Bắn rượu cho chắc cứu mà. Thấy không? Rồi nằm đó, đi xuống đó đi, chết rồi. Rồi đó. Chết. Bà gì? Có thằng Đan. Đan nó nuôi mày. Đan nó nuôi mà. Đan nó nuôi mà. Ngày không có vui. Bên kia con nữa kìa. Trời ơi, chạy hết kia con kìa. Chạy con bên kia kia rồi. Ok. Út bắn, tèo bắn chết luôn bảo. Ghê thiệt. Tèo bắn chết luôn, ghê thiệt. Đó. Ồ. Ồ má. Mập không? Mập nha. Ôi trời cũng luôn. Bảo mới hạ con cò anh em ơi. Ok. Có đã anh em ơi. Xuống lấy đạn hết đạn à. Cái này giống cá mui luôn rồi, cái đó không? Rồi. Đi em dưới đổ rồi. Nấu gì đó mặn hay là nó mẻ. Một món màu hả? Có một phút mì. Cái vai chụp á. Hai con nữa, hai con bự lên. Ok các bạn ơi. Này Hùng với Bảo với Tèo lần lâu rồi về các bạn ơi.
Hay thành quả được nhiêu nè, rồi sao chó quá vậy? Con rồi con chó hay vậy? Chú gì cha? Trời ơi, chó gì chút xíu vậy? Bóc, xin dưỡng. Không sao rồi. Rồi con cá đó con cá mui Bảo ơi. Chứ không phải là cá đói. Đầu con chó sao bắt chó ra? Đầu săn được con chó luôn. Bắn được con phỏ con. Ê bể. Nướng rồi. Ở dưới con phỏ con nữa. Thành quả. Giờ mồi nó lên bếp rồi anh em ơi. Thì hồi nãy mình đi bắn cá nhưng mà mình về mình ghé mua giọt nha anh em. Này không có bắt được đâu nha. Bắt không đó. Đấy, tôi hỏi là có ai mà lẫn ổ giọt này bắt hay mua cái gì mua em. Bắt mua đủ xuống bắn hồi lội xuống. Này cá anh em làm hai món anh em ơi. Tẹo cái bóng sao với cái thòi lò bự xuống cái đói á mình nhỏ mình nãy coi hồn bắn ủ nổ cái lư luôn cục ra còn ngồi mấy cái cho nhỏ thì mình lú lên. Mình nấu lẩu rồi anh em câu luôn rồi cái gì câu giòn mà đâu vậy cái đó giòn mà thòi lò cho bá luôn bắn ba hai thằng bắn bao nhiêu hụt có không có thằng kia đứng nó hồi đi luôn quá bụi rồi nướng cho Bảo ơi nướng cho cá chín cái Bảo ơi. Anh em ơi, vô sòng nha anh em. Vô anh em ơi. Hồi nãy anh nướng mồi nè. Mày nó không có mày ấy vô bỏ vô. Đây, mình tư rồi nè, úp đồ nè. Rút cái tóc lại coi. Đây, mình nướng vào đây nha các bạn. Bên hình rồi. Đó. Mày biết không phải không? Vô cái lẩu nãy nè. Quá im nha. Ở đây cánh đồng gió mát. Chỗ thân quen này, chỗ nhà yên tư. Huyền thoại, biết anh thoại, tôi Huyền thoại sao? Cái gì, cái gì, cái bạn này nè, bên hông nhà Huyền thoại hả? Cái thứ gì chịu nổi này mát.